Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em quay lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục là video về FIFA Mobile 22 bản beta nha anh em. Sáng hôm nay thì EA nó mới cập nhật thêm một cái phần mở bát là mở bát icon nha anh em. Nó sẽ cho mình mở những cái con icon mới trong cái bản thử lần này. Ok, trước tiên thì vào xem cái đội hình của mình nha. Đây, hôm qua thì mình cũng mới mua được Lewandowski nè. Vì mình thấy cái giá nó rẻ anh em, hôm qua mình mua nó giá 1.9 triệu. Và những cái skill boost của mình hôm nay cũng được lên level 6 rồi nè. Vì tất cả các FIFA Boy mà mình nhận được hàng ngày nó cho free á, mỗi ngày là nó cho free tới 5.000 FIFA Boy luôn nha anh em. Anh em nên chú ý cái này nếu anh em đang chơi bản beta nha. Nhận 3.000 và mỗi ngày sau 12 giờ thì nhận cái chỗ free này nè. Đây anh em chú ý cái free này nó sẽ refresh sau 12 giờ nha. Cho nên anh em canh giờ và để mở mỗi lần như vậy sẽ tìm được thêm 1.000 FIFA Boy. Rất là nhiều nha anh em. Và FIFA Boy nó cho rất là ổn luôn. Mỗi ngày 5.000 thì có thể dùng thoải mái luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào và xem những cái con icon mới của cái sáng này nha. Vừa mới cập nhật luôn anh em ạ. Vừa mới cập nhật và mình vào xem nè. Ôi, và cái này nó chỉ cho mình được mở một lần thôi anh em. 1.000 FIFA Boy trên một lần thôi. Ui, khá đáng tiếc. Và có những con kiểu trùng nhau nữa nha. Đây mình sẽ xem chi tiết từng con nè. Con đầu tiên có mốc over cao nhất là con Maldini. Ui, over 92. Cái skill boost là Fasico. Con này khá thích luôn. Con này là cao nhất trong cái trong 5 con hàng rồi. Còn tiếp theo là Berisi. Ui, Berisi thì con này có Takin 91, over 91. Con này hình như khá thấp thì phải. Con này mình nhớ chỉ số nó. Đây, có 1m76 thôi. CB người Ý như 1m76 thôi. Là con thứ hai này, con thứ ba là Carlos Alberto. Ui, con này thì vị trí RB. Và RB sáng nay thì cũng nhận được Alexander Arnold rồi nè. Over 87. Và như con hàng cũng không bán được. Con này cao 1m8 nè. Cũng khá đẹp à. Đây là bản thử của EA nhưng mà kiểu hơi bị cuốn luôn rồi nè. Mấy ngày nay mình chơi kiểu rất là cuốn trong cái FIFA 22 beta này. Có cả Idol nè, Cannavaro kìa. Over 89 thôi. Cũng 1m76. Chiều cao thì bằng với con Baresi kia. Ok, bây giờ mình sẽ mở thử nha. Test thử nhân phẩm coi. Mong là sẽ được con Modini nha. Con hàng mình thích nhất. Tiếc là nó chỉ cho mở một lần thôi nè. Cho mở 2-3 lần thì được những con hàng ngon hơn. Có thể kiểu không trùng lập thì sẽ ngon hơn rồi. Ui, chạy vào đường hầm. Ui, ý nè. Ui, CB Modini rồi. Ui, ôi không được anh em ạ. Baresi thôi. Cũng không tệ phải không anh em. Con hàng có over 91. Cũng là con hàng xếp thứ hai, có over cao thứ hai trong cái lần mở bát lần này. Ui, cũng khá được. Giá trị là 3 triệu coin luôn kìa. Ok, cũng không đến nỗi tệ lắm. Mình không biết là nó cho mở một lần rồi kiểu như refresh theo ngày hay không thì mình chưa thấy cái thông tin ở đây nha. Chỉ cho mở được một lần thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào xếp con Baresi vào cái team của mình xem sẽ như thế nào nha. Khi mình làm cái video này á, thì đây mình thay con Ruben Dias này. Khi mình làm cái video này á, thì cái over trong này của mình cũng đã được 97 rồi. Và khi đạt bốc over 100 thì được những cái quét được 3 con hàng 8x nha. Bây giờ chỉ còn đúng cái nhiệm vụ lên over 100 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đập cái rank của con Ruben Dias này qua con Baresi nha. Xem mắc bao nhiêu phí đây. Lewandowski mình mua về và chưa dùng nữa. Để xem mình up Lewandowski thì sẽ được như thế nào. Tổng có 100 thôi. 100 FIFA Ball thì khá đơn giản. Ui, cái Baresi lên 93 kìa. Hiệu ứng sấm sét cũng đã chạy rồi kìa. Khá đẹp luôn á. Ok, Ruben Dias chắc là mình phải treo bán lại. Hôm qua mình mua với giá 1 triệu coin thì vậy. Hôm nay bán lại xem cái giá nó có tăng hay không. Anh em nên có thể theo dõi những con hàng mà kiểu như anh em nghĩ nó có khả năng tăng giá. Thì mình khi mình thấy giá nó rẻ thì anh em có thể mua về trữ trong kho nha. Và nó sẽ lên giá trong 1-2 ngày hoặc là có những cái đột biến gì đó thì nó sẽ tăng giá thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào. Mình sẽ xem thử cái quét này, những cái quét và cái list của mình. Bây giờ mình sẽ vào và xem tất cả những cầu thủ có trên chợ nha. Hiện tại thì đây, có những con hàng này thì recommend nè.
anh em có thể theo dõi những con hàng nha. Có rất nhiều cầu thủ để cho anh em theo dõi luôn, và cũng khá đơn giản. Anh em chỉ cần ấn vào cái ngôi sao là có thể theo dõi trong cái mục My Watchlist kìa. Đó, rất đơn giản. Như con Lewandowski hôm qua mình mua giá 1.9 triệu á, hôm nay nó được lên 2.1 triệu rồi nè, và mình nghĩ cái giá nó sẽ còn tăng nữa. Như con Raheem Sterling lúc trước có 900 coin thôi, nhưng mà hôm nay đã lên 1.6 triệu này nè. Đó là những cách kiếm coin như đó. Van Dijk mình mua 1.9 triệu, hôm nay cũng đã được gần 2.7 triệu rồi kìa. Giá rất khủng khiếp, anh em cứ tính cái mức giá đó và trừ luôn 10% khi mình bán nha. Và tất nhiên là những con hàng hot như thế này thì bán nó show rất là nhanh anh em. Như con hàng Ruben Dias này mình mua với giá là 900 nè. 1 triệu chứ, mình mua với giá 1 triệu mà giờ giá nó cũng cỡ 950, vẫn chưa tăng. Ok, nên mình quyết là chưa bán nha, vẫn để đó thôi. Những con hàng mà anh em thấy kiểu như mức giá nó vẫn chưa được như ý mình lắm thì mình cứ để trong kho thôi. Con hàng Henderson của Manchester United có 69k thôi nè. Và đây nè là những con hàng mình cứ treo trên chợ nè. Và thật sự rất là khó show nha. Anh em lâu lâu cứ vào check giá nó như thế này. Dự anh em ấn vào chữ resell đó, kiểu như mình đang treo mức giá nào và hiện tại mức giá của nó như thế nào. Nếu mà thấp hơn giá nó đã reset và thấp hơn cái giá mình đang treo thì anh em bấm là chữ sell nha. Ấn là chữ sell thì con hàng đó sẽ treo lại cái mức giá thấp hơn. Và cứ treo như vậy thôi đó, như là con Tolisso này. Nhưng cứ treo vậy thôi chứ cái khả năng bay của nó cũng khá thấp anh em. Kiểu rất là thấp luôn. Chỉ nên nó chỉ show được những con hàng hot thôi. Đó, đây mình hôm qua cũng mở được cái con hàng De Ligt nè. De Ligt với cả Thiago Silva nè. Con hàng này không biết mình treo bao nhiêu lần rồi, con hàng sắt của Wolverhampton nè. Treo cho vui vậy thôi nè, chứ thật sự muốn nó bay được thì cũng rất là khó luôn. Đây, con hàng De Ligt nè, bây giờ mình phải vừa treo lại với mức giá là 351 này. Thiago Silva mình vừa treo lại với 458 nè. Đó, những con hàng kiểu như mức giá cao hơn 500 này thì thật sự rất là khó show luôn. Bây giờ mình sẽ chết lại những con hàng có móc over 90 nha. Rất ít hàng anh em. Đó, chỉ có đúng 11 con hàng này thôi. Và anh em có thể theo giá nó, theo dõi giá nó hàng ngày nè. Ôi, như hôm qua Messi là mình biết có giá nó xuống 3.7 triệu, 3.8 triệu, mà bữa nay nó lên lại 4.2 triệu rồi kìa. CR7 lên lại 4.1 triệu. Kante có lúc tuột giá xuống còn 1 triệu thôi, bây giờ lên được 1.8 triệu rồi đó anh em. Đó, đó là cái cách kiếm coi ở cái mùa 22 lần này. Khá đơn giản thôi, anh em cứ trữ coi, tiết kiệm coi. Và khi mà mình ấn vào theo dõi những con hàng là có thể theo dõi được cái mức giá của nó hàng ngày nè. Nó update ra sao á, thì mình có thể theo dõi và mình mua lúc giá rẻ nè. Kiểu chẳng khác nào mà mua đáy và bán đỉnh vậy anh em. Tương tự mua bán coi vậy, kiểu như mình để cái giá nó xuống thấp thì mình sẽ mua vào, và khi thấy cái giá trên chợ nó cao và trừ đi 10% phí nữa thì mình cứ bán ra thôi. Những con hàng hot thì mình tin chắc là luôn luôn dễ show nhất luôn á. Up lên là show luôn, như con Kai Walker mình show rất là nhanh. Đây, cái team của mình còn up lên 97 rồi nè. Mình đã thay Lewandowski cho vị trí của Lukaku á. Sau chắc có thể mình sẽ xoay về sơ đồ là 4-2-4 khi mình lên được cái level 14 anh em. Sẽ mở được cái đội hình là 4-2-4 và sẽ xoay về hai tiền đạo nha. Sẽ chơi Lewandowski và Lukaku. Nói chung là vậy, có rất là nhiều ý tưởng để xây cái team này rồi. Và thời gian chơi thì cũng đâu đó khoảng 3 tuần thôi, cho nên mình cứ enjoy cái moment này thôi anh em. Ui, cái bác lần này mở không may mắn nữa. Được con này, nó đưa cái giá là 400 coin vậy chứ thật sự rất là rẻ luôn anh em. Treo nó không show được đâu. Kiểu đưa cái giá dự đoán của nó thôi, giá của EA thôi. Ok, bây giờ mình vào cái list của mình nè. Hôm qua thì mình cũng kích khá nhiều anh em vì lý do là không đá tour nè. Mình thì luôn luôn đề cao cái tinh thần đồng đội thôi. Nếu mà ai mà không đá tour thì mình sẽ kích ngay lập tức. Hiện tại cũng rất rất nhiều cái bạn xin vào mới nè. Đó, rất là nhiều yêu cầu luôn. Nhưng mà mình sẽ xem và duyệt từng kiểu, mình ưu tiên những anh em Việt Nam của mình hơn á. Cho nên mình sẽ lọc bớt những cái mem nước ngoài mà kiểu vào để làm kiện thôi, không đá thì mình sẽ kích ngay nha. Bạn Quân TikTok nè, anh ơi sao kích em ra vậy. Quân này là ngày hôm qua cũng không đá tour này nè. Đá tour thì chắc chắn thắng rồi đó. Cái team của mình bây giờ đá tour thì hai trận tour thì thắng cả hai. Nhưng mà mình lại đề cao cái tinh thần của đồng đội hơn, kiểu như tất cả đều đá mà riêng một cá nhân không đá thì kiểu như không có ảnh hưởng gì tới cái thành tích của toàn đội. Nhưng mà như vậy sẽ không hay, kiểu như ai cũng đá thì mình cũng phải đá.
Và nếu mình không đá thì mình cũng phải có một cái lý do gì đó, hoặc là mình không muốn đá tour thì mình có thể yêu cầu là không đá tour và mình sẽ không cho đi nha, không cho đi tour, như vậy thôi. Tính mình là như vậy. Chơi với một tập thể, chơi với một nhóm anh em thì bắt buộc mình phải chơi vì đồng đội, chứ không thể nào vì một cá nhân mình. Đôi lúc vì cá nhân mình mà ảnh hưởng tới toàn đội luôn. Kiểu như toàn đội ai cũng đá hết nhưng mà riêng bản thân mình không đá thì cái trận tour đó bị thua vì mình thì thật sự rất là khó chịu. Mình không thích chơi cái kiểu như vậy. Ok, mình sẽ nhắc nhở em đó là lý do em đó bị kích là không đá tour nè. Và lần này mình lại cho em đó vào thêm một lần nữa, nhưng mà yêu cầu là phải đá tour đầy đủ. Mình thì không thể nào quay lưng với bất kỳ một ai hết. Mình chơi vì cái tính đồng đội thôi. Ok, đó là một cái nhắc nhở cho em Quân TikTok này. Hình như em đó cũng đâu đó cũng có xem mình trên YouTube này. À, em có xem được video này có thể bình luận vào bên dưới để cho mọi người đều biết nha. Ok, đó là cái tour nè, và tất cả nội dung có trong cái video FIFA Mobile 22 beta lần này. Mình muốn giới thiệu cái con hàng icon mình mở nè, giới thiệu list nè, và chia sẻ với anh em những cái thông tin như vậy thôi. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong cái video mới nhất. Khi có cái bản cập nhật nào hay thì mình sẽ up lên chia sẻ cùng anh em nha. Chúc anh em một ngày thật sự tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.